rạng sáng 15 tháng 10 nhận tin báo hàng chục người dân bị uy hiếp tính mạng do nước lũ bất ngờ dâng cao tại xóm Gióng, phường An Tây, thành phố Huế. Ngay lập tức, công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn cấp tìm cách tiếp cận cứu hộ để đưa các nạn nhân đến nơi trú ẩn an toàn giữa dòng nước chảy xiết. Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế là người trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ cho biết, xóm Gióng như trốn lũ do quá trình đô thị hóa, mật độ dân cư đông, hệ thống thoát nước gần như tê liệt mỗi khi mưa bão về. Với địa hình khá phức tạp, nước ở đây lên nhanh, chảy cuồn cuộn, không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn cả đối với lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương. Với tinh thần nỗ lực quyết tâm bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng địa phương kịp thời đưa hàng chục người dân, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người già đến trụ sở công an phường An Tây để được tránh trú an toàn.